Hello, Hồng An chào cả nhà. Và Hồng An luôn chúc bà con, cô bác vui vẻ, mạnh khỏe và bình an ha anh em ha. Và hôm nay Hồng An xin chia sẻ anh em một con Super Cup 110 2015, hàng bỏ mẫu nha anh em ha. Và con này là nói chung là cũng như một con xe đập thùng anh em. Nó như mới, chạy có 140 mấy cây anh em. Chưa được 150 cây ha. Xe như mới luôn. Hàng này hàng tồn kho nha anh em ha. Và dòng này đã bỏ mẫu rất là lâu, 2015-16 là đã đứt mẫu rồi nha anh em. Anh em nhìn là cái phiên bản nó cũng rất là đẹp. Hồng An để cũng rất là lâu rồi anh em. Hôm nay có dịp lấy ra để hết bình rồi. Sẵn mình rửa sơ lại ha, rất là bụi. Và sẵn chia sẻ cho anh em mình trên cái kênh cái kiến thức về một chiếc xe đẹp. Nhìn cái cặp vỏ, cái gai của nó, vài trăm cây, vài ngàn cây, nó như thế nào nha anh em ha, rất là mới. 2015 nha anh em ha, cuối 2015, năm sản xuất nè. Cặp chìa còn mã vạch luôn anh em. Để yên của nó, sổ đầy đủ luôn anh em ơi. Tầng thứ 9 2015 nha anh em ha. Cà vẹt nè. Số xe anh em. Xe như mới ha. Nói chung xe thùng sao y ở ngoài y chang vậy nha anh em. Không một vết chày vết xước, xe không có dán keo ha. Nói chung màu này rất là đẹp, nó có màu nhũ của nó anh em. Mà hồng phấn á, thấy không? Rất đẹp. Có một lớp màu ca mai màu hồng hồng anh em thấy không? Đó. Màu hộp gà anh em, màu ánh vàng ha, ban đêm rất là đẹp, rất đẹp anh em, màu ca mai nè. Quay đầu đẹp đó ha, màu ca mai anh em, nhìn kỹ đó, hai màu khi mình dọ cái đèn nó vô ha, còn đứng từ xa thì không thấy nha anh em ha, khi mình lên cái đèn nó sẽ ra, hoặc ra ngoài nắng anh em. Nó ra hai màu thấy rõ luôn em, thấy không? Rất là đẹp. Trong xe này nó như mới rồi. Và cái dòng máy 110 này nói chung tương đối là máy nó cũng rất là êm anh em, rất là chuẩn ha. Không phải như những cái dòng máy 125 đâu anh em ha. Hàng Việt Nam thực sự là 110 máy cũng tương đối là tốt, mà hết bình luôn anh em ơi. Không ai phải đạp anh em ha, để quá lâu. Lấy ra vệ sinh, rửa sơ lại, lau chùi lại anh em, chứ để nó hư hết. Những con xe mà xe đậu anh em, mình không quên đi đó, thời gian nó sẽ hết bình. Như mới. Đặt kiến theo xe luôn nha anh em. Đẹp. Máy nổ chứ không nổ anh em. Tảng cốt vỏ nè, thấy anh em, 150 cây cái vỏ nó như thế này anh em ha. Đó, gai như còn mới luôn anh em. Để kẻ vô anh em ha. Đó, anh em coi vỏ anh em, vài ngàn cây mình coi cái vỏ, độ sâu của vỏ đó anh em, đừng có coi bên hông anh em ha. Anh em mình xác định mình mua những con xe cọp chùm mền vài ngàn cây đó, coi là coi cái lằn giữa nha anh em. Đó, có độ sâu nè. Anh em để cái cây gái tay vô nó lúng luôn anh em thấy không, nó còn dư ra một phút, sâu lắm nha anh em ha. Và đặc biệt là gai gió đầy đủ hết ha, không có bị rụng nha anh em. Đó, gai gió đầy đủ hết và cái lằn sơn này vẫn còn nguyên ha, chưa có bị bay bị mòn. Đó, lằn sơn của nó anh em, lằn sơn vàng này nè, hình như còn đủ luôn. Thì có 100 mấy chục cây anh em ha, nó chưa đến nỗi mà để mất cái lớp sơn vàng ha. Còn đi vài ngàn cây nó sẽ bị bạc bớt, bay bớt. Và đặc biệt cái vỏ vài trăm cây thì nó râu hình như còn nguyên anh em ơi. Đó, nó như vỏ mới thôi. Đó, râu tùm lum râu luôn ha, râu trong râu ngoài có hết. Đó. Và đặc biệt coi cái lằn giữa cho anh em ha, xe vỏ ít đêm nhìn cái lằn giữa nha. Đó.
cái này cái vỏ đát này đâu anh em, đát vỏ đâu rồi đây anh em ơi, tầng thứ 41/2015 nha anh em ha. Nó như vậy đó, một con xe 100 mấy chục cây rất là mới ha, râu ria đầy đủ hết, cái độ sâu của cái rãnh lúc nào cũng cũng là như mới luôn, rất là sâu. Còn vài ngàn cây nó cũng như vậy luôn ha, nhưng mà nó chỉ mất đi cái râu thôi anh em, chứ anh em đừng có nghĩ mà vài ngàn cây mà nó mòn anh em, thực sự đi vài ngàn cây nó cũng như một chiếc xe mới thôi anh em ơi ha. Thật ra mình mua xe mình nhớ xác định là cái vỏ vài ngàn cây nó như thế nào, nó có chênh lệch nhiều hay là không ha. Khi anh em không có kiến thức mình so sánh thì anh em dễ bị lầm lẫn, cái vỏ nó vài ngàn cây nó sẽ khác, và vài trăm cây nó sẽ khác, và vài chục ngàn cây nó sẽ khác nha anh em. Thực sự vài ngàn cây nó cũng như một cái vỏ mới đó anh em, không có khác biệt nhiều anh em ha. Xe là phải coi cái vỏ, là coi vỏ giữa anh em ha, coi cái làn giữa nha, đừng có coi bên mép, mép lúc nào nó cũng dày hết trơn nha anh em, ít khi nào mòn mép lắm. Anh em nghĩ đi, cái vỏ người ta đi là đi tiếp xúc cái phần giữa là chính, cái độ mòn á mình đi giữa đường á là nằm ngay phần giữa là chính, không bao giờ mà bị mòn cái mép này đâu anh em ha, cái mép này ít khi nào mòn lắm, nó chỉ có bị rụng những cái râu của anh em thì có nha anh em ha. Đi 50.000 cái mép nó vẫn còn nha anh em, không bao giờ đụng mép, mòn mép ha, chứ có lò mòn là mòn ngay đây thôi. Lằn giữa là xác định đi là độ bám đường là do cái lằn giữa nha anh em, bám đường á, đó là cái lằn giữa nó dễ bị mòn trước tiên. Còn bên hông là còn nguyên hết, không có tác động tới cái đường ha. Hôm ra anh em mình có kiến thức mình mua xe rồi anh em ha, nhớ nha. Xác định mua những con xe cọp vài ngàn cây là mình phải coi vỏ theo xe, là phải coi cái lằn giữa là chuẩn nhất. Nhiều khi anh em mình không biết cách coi anh em, anh em cứ phán đoán bên hông là sai lầm nha anh em ha. Vì mình đi đường anh em, không bao giờ tiếp xúc cái phần này ha, tiếp xúc cái đường mặt đường, tiếp xúc cái phần này thôi. Cái bảng này nè, mặt đường nằm ở dưới anh em thấy không? Không bao giờ mà nằm ở đây hết anh em. Chẳng hạn như bánh trước anh em thấy không? Tiếp xúc mặt đường anh em thấy không? Này nằm ở dưới thấy không, chứ làm sao mà tiếp xúc với cái mặt này được, không bao giờ nha. Hôm ra là coi cái phần rãnh là ok nhất, đón vỏ theo xe là đón phần giữa ha. Đó, anh em mình có kiến thức rồi cứ xác định mình chơi nha anh em ha, chắc chắn anh em sẽ mua được những chiếc xe đúng vỏ đúng chất thôi anh em. Bao nhiêu ngàn không cần biết, nhìn vỏ là biết cái độ mòn chiếc xe rồi. Còn riêng con xe này thì 150 cây đó, thì cái vỏ nó như mua xe mới rồi, và vài ngàn cây nó cũng như xe mới anh em ha, chẳng qua nó bị mất đi những cái râu bìa thôi. Và những cái nước sơn nó theo cái vỏ đó nó hơi bị bạc một tí. Thì xe này không có gì để mà anh em xem đâu anh em, như xe mới ha. Rất đẹp, máy rất là êm anh em, tô rất là chát ha. Xe 100 mấy chục cây cái tiếng máy anh em nghe thử anh em, nó như xe thùng anh em, không có một tiếng động gõ tiếng gì nha anh em ha. Đặc biệt xe dòng xe mới là rất là êm nha anh em, không có một tiếng gõ, tiếng rơ, tiếng ré, tiếng xè, tiếng hú nha anh em ha. Thì xác định là mình biết là con này con xe mới rồi, chứ xuất xưởng ra mà cái máy nó kêu, nó ré, nó xào, nó gõ, nó kêu thì làm sao bán được anh em ha. Cái tỷ lệ nó rất là còn rất là cao, đâm ra cái độ nó rất là êm, không có thể nào mà kêu được nha anh em. Xe như mới ha, bán cốt đồ ok ha, không một vết chày. Sẵn có dịp về học mang rửa xe chia sẻ cho anh em. Cầm bành nè, đường chỉ thấy anh em không, nó còn như là còn như mới luôn á, cái đường chỉ của nó nè, đường nào của nó chưa bạc bay anh em thấy không. Râu là bên hông bên hấp to hết ha, không rụng ra râu nào hết. Vỏ sau anh em ha, tầng thứ 41/2015 nha anh em. Quá đã ha, quá đã anh em, cục này đẹp quá anh em ơi ha. Nhìn kỹ cũng rất là đẹp ha, cái phiên bản này rất là đẹp.
cây á anh em, vài trăm cây, 150 cây á anh em ha. À, chống đứng nè, chống nghiêng nè, sâu dưới nè, phe gài nè, thấy không? À, vẫn còn màu nha anh em ha, mấy chốt gài chốt phe anh em. Anh em mua xe đẹp xe cọp á phải nhìn cái phần phần này nha anh em, để ý nha anh em ha. Đó. Với cái cốt phe gài ha. Đó. Đồ mòn của gai. Anh em đó. Thấy không? Đồ mòn của gai. Đó. Còn cái phần kia không cần để coi đâu anh em ha. Thì xe cọp này mình coi những cái phần chính thôi, cái xe thôi. Kia không cần coi. Khổ bô anh em ha. Khổ bô như khổ bô mới đó, 100 mấy chục cây khổ bô anh em. Mở ngắt dưới nè, cầm nè. Là mới anh em ha. Bô đen thui anh em, bô rất là hay. Bô anh em. Ru anh em ha. Xem cổ bô anh em. À. Đi có 100 mấy chục cây thì cổ bô nó phải như vậy anh em ha. Đang thui anh em ha, cổ bô á. Mình mua những con xe mà chùm mền xe cọp vài ngàn cây mình phải coi cổ bô là xác định được, chắc chắn là xác định được 95%, 99%. Nhìn cổ bô là biết cái chiếc xe rồi nha anh em ha. Lắp phục anh em. 25 nè anh em, thấy không? Bên đây ha. Đặc biệt cái dùng Super Rim là đời sau là lắp phục nằm ở trên anh em. Không còn nằm dưới anh em ha, nằm ở trên. Máy như xe điện anh em ha. Cái máy dòng này rất là êm, thực sự là cái dòng 110 á, nói chung nó thì đi khoảng 30-40 ngàn cây thì mình không biết ha, lúc đó nó sẽ cái tiếng động nó cũng hơi gào, nó không có bằng dòng Super đời 100 2010 2011, nhưng mà cái dòng 100 thì xe mới 10.000 cây, mười mấy ngàn cây, 20 cây thì cái máy nó vẫn là êm nha anh em ha. Cũng không có hú, không có ré, không có xè nha anh em. Rất là chắc anh em ha. Cái máy rất là chắc chắn. Anh em cứ xác định là xe xuất xưởng ra vài ngàn cây, vài trăm cây là máy rất là êm nha anh em ha. Không có một tiếng động lạ, một tiếng gõ, tiếng vọng, tiếng re, tiếng xè, tiếng hú, tiếng hước ha. Đó. Chứ nhiều khi anh em nhầm lẫn là xe xuất xưởng là nó có kêu, có gõ, có re, có hú, có hước là không phải nha anh em ha. Nhưng con xe đó đi rất là nhiều, nó mới có những cái tiếng động lạ rồi anh em. Xuất xưởng ra mà có tiếng động thì không ai dám mua đâu anh em ơi ha. Đó. Thì hôm nay anh em mình đã có kiến thức. Thứ nhất là biết được cái vỏ vài ngàn cây, vài trăm cây, cái chất vỏ, cái gai của nó như thế nào. Thứ hai là nhìn cổ bô vài trăm cây, mình biết được cái vỏ như thế nào, cây bô như thế nào. Và cục máy xe mới nó chắc, nó êm, chứ không có gõ, không có kêu, không có bị hú, bị hước. Đó, thì những cái dòng xe mới mà anh em ha, nó như một chiếc xe mà anh em cảm nhận nó rất là đã, chạy sướng lắm anh em. Thì khi nào mà chạy vài chục ngàn cây nó sẽ bị kêu, bị ré, bị xè, bị hú, bị hước thì do cái chất lượng máy và cái độ nguyên liệu trong cái bộ phận máy thôi, nó tệ hơn những cái dòng xe đời đầu, lúc đó mình sẽ xác định là nó là dở ha anh em ha. Còn nguyên bản là xuất xưởng ra xe rất là êm ha, cái dòng 110 nha anh em ha.
dòng Superdream 110 trở về trước đó, nó như vậy thôi. Thì bây giờ cái clip cũng là tôi đó là dài rồi đó, chia sẻ sơ anh em kiến thức để mình chơi, mình biết được cái cảm nhận ha, để anh em chọn lựa được những con xe đúng vỏ, đúng chất, đúng km, để tránh mua lầm những chiếc xe mà không có đúng vỏ đúng chất cho anh em ha. Lỡ anh em mua về là bán là giá trị rất là thấp cho anh em, mất đi số tiền rất là lớn anh em ha. Và chúc bà con cô bác mua luôn mua được những chiếc xe như ý ha, và có kiến thức về những chiếc xe đã qua thời gian sử dụng bỏ mẫu rồi nha anh em ha. Bye bye mọi người, bye bye.